Ok các bạn, chúng ta bắt đầu nhá. Nên trước khi vào bài mới thì mình chữa bài cũ đã, chữa bài về nhà đã. Thế vậy là chốt là bài 4 nhá, chữa bài 4 này. Câu A rút gọn ra bao nhiêu các em nhỉ? Cho thầy kết quả câu A với. Long ơi, câu A bài 4 ra bao nhiêu? Thầy nó có một tí đã. Câu A bài 4 là có rút gọn ra là căn x cộng 6 trên căn x trừ 1 ạ. Căn x cộng 6 trên căn x trừ 1. Rồi. Thúy ra bao nhiêu hả Thúy? Không biết sai đề bài. Tra đề bài. bạn khác xem nào. Hoàng làm chưa? Câu A rút gọn bao nhiêu? Đợi em một tí. Các thí sinh bật bật cam lên này, thầy trò mình nhìn thấy nhau cái. Câu A bài 4. Em ra căn x trừ 6 trên căn x trừ 1. Ừ. Rồi hỏi hỏi tiếp, Đức ra bao nhiêu Đức? Căn x cộng 6 trên căn x trừ 1 ạ. Thế Hoàng xem lại xem là mình có bị nhầm lẫn chỗ nào không. Vâng. Bây giờ thầy giúp bọn nhanh nhá. Coi như câu A này không trình bày kỹ lại. Thơ ra bao nhiêu ở thơ? Đây là căn x cộng 6 trên căn x trừ 1 ạ. Rồi, như vậy ba bạn kết quả giờ giống nhau. Giờ thầy sẽ kiểm tra lại một chút. Cho nó chắc chắn nhá. Như là x trừ 1 này. Thì ở đây mình thấy mẫu chung của mình là căn x cộng 1 nhân với căn x trừ 1. Chỗ này là căn x cộng 3 và nhân với căn x trừ 1. Cộng 5 nhân với căn x cộng 1. Cộng với 4 nữa. Này nhân tung ra có phải là x này. Cộng 3 căn x này, trừ căn x này, vậy là cộng 2 căn x trừ 3. Cộng 5 căn x cộng 5. Cộng 4 nữa. X này, 2 với 5 là 7 à? Đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi. Đúng rồi ạ. Cộng với 6 nữa đúng không em? Thế thì cái tử là cái tử này mình phân tích nhân tử được ra. Thành là căn x cộng 1 nên căn x cộng 6. Đấy, dưới là căn x cộng 1 nên căn x trừ 1. Hai này hết này. Vậy là căn x cộng 6 trên căn x trừ 1. Ok. Rồi, nó kết quả như này nhá. Thì câu B này. Nó bảo tìm x nào với này. X lớn bằng 0. X khác 1. À đây đây thì không chỉ lớn bằng 0 đâu, vậy phải lớn bằng 5 đúng không? Đề bài điều kiện thì lớn bằng 0 x khác 1 này, nhưng mà đây thì ghi lại biểu thức cho em xem. Cho đẳng thức này. Cái người ta cần là B nhân với căn x trừ 1 tất cả bình trừ 5 căn x cộng 11 bằng 2 nhân với căn của 5x trừ căn x trừ 5. Thì rõ ràng mình để ý ở đây là nó sẽ có điều kiện mới. Thì có x lớn bằng 5 này. X lớn bằng 5 không? Mà x lớn bằng 5 sẽ thỏa mãn cả lớn bằng 0 khác 1 hết rồi. Như vậy điều kiện ở đây của chúng ta sẽ là x lớn bằng 5. Nha, x lớn bằng 5. Rồi thế cái câu B này giải quyết kiểu gì? Đức, câu này em làm chưa? Làm rồi ạ. Ừ, làm nào Đức? Em thay cái quả B vào. Đầu tiên là thay B vào nhá. Căn x cộng 6 trên căn x trừ 1 này. Nhân với lại căn x trừ 1 tất cả bình. Trừ 5 căn x cộng 11. Bằng 2 nhân căn của 5x trừ căn x trừ 5.
tương đương. Hai cái này nó triệt tiêu bớt đi thì còn là căn x cộng 6 nhân cái căn x trừ 1. Mấy kia chưa làm gì chép lại. Cho nhân tung ra là x gì? 6 căn x trừ căn x là cộng 5 căn x trừ 6 à? Nào, giúp bạn đi nhá. X này. À, 5 căn x trừ 5 căn x là hết. Chỉ x cộng 5 thôi. Rồi. Đến đây sao nữa Đức? Làm nào nữa? Em chuyển về ạ. Em chuyển em cái chuyển... gì? Chuyển như về bên phải bên trái ạ. Chuyển bọn bên phải ra bên trái. Ok. Rồi, gì nữa em? Ờ, em nhập nhóm 3 cái đầu ở nhau. 3 cái thằng này? Vâng. Ờ, nó nhóm theo thứ tự như nào? Là x trừ 2 căn 5 x cộng 5. 2 căn 5 x cộng 5. Như này. Vâng. Xong sao nữa? Cái đầu nó là hằng thức ạ. Ờ, hằng thức gì? Em đọc, căn... em đọc thầy nghe. Căn x trừ căn 5 tất cả bình. Căn x trừ căn 5 tất cả bình. Cái này cộng với căn x trừ 5 bằng 0. Rồi, thế là giờ sao? Đó, em xin thi ra là căn x trừ căn 5 bằng 0 và căn x trừ 5 bằng 0. Ờ, ở đây mình thấy là mình có thể đánh giá là vế trái cái này lớn bằng 0 nhỉ? Cái thằng này này. Cái thằng này lớn bằng 0 này. Thằng này cũng lớn bằng 0, vậy để cả vế trái lớn bằng 0. Như vậy đây là phải xảy ra dấu bằng. Đúng không? Thầy đánh giá như sau nha. Thầy có. Có này. Căn x trừ đi căn 5. Tất cả bình nó sẽ lớn hơn được bằng 0 với mọi x lớn bằng 5. Và căn x trừ 5 cũng vậy, lớn bằng 0 với mọi x lớn bằng 5. Từ đây suy ra là gì? Ờ, cái vế trái nó sẽ lớn bằng vế phải. Vế trái lớn bằng vế phải. Đúng không? Vậy chúng ta mình kiểm tra là dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi trên này hai dấu bằng xảy ra. Đây rồi, cái đầu tiên xảy ra đó là căn x trừ đi căn 5 bằng 0. Dấu bằng ở dưới xảy ra khi là x trừ 5 bằng 0. Tóm lại hai con này đều ra x bằng 5 thôi. Và thỏa mãn. Đấy, thỏa mãn x lớn bằng 5 nhá. Vậy là mình kết luận vậy x bằng 5 sẽ là gì? Là cái giá trị cần tìm. Này, x bằng 5 là giá trị cần tìm. Cơ ra kết quả như này không cơ? Dạ có. Ok. Đấy, cái hướng mà vứt sang bên kia đấy là rất là hợp lý đấy nhá. Đức nhá. Tự nghĩ ra hay là có đi tìm hiểu ở đâu không? Em nhớ cái bài thầy làm trên lớp ạ. À, em nhớ bài thầy làm trên lớp, ok. Em sẽ ý tưởng nó sẽ tương tự, gần gần như nhau. Bài em nhớ bài trên lớp, bài tương tự bài này rồi. Rồi. Bây giờ thầy sẽ đi về cái bài mà nó khác một tí nữa. Các bạn hoàn thành hết rồi, bỏ đi. Nào, tiếp tục này. Hôm nay là cũng vẫn cái dạng hôm trước nha, vẫn cái dạng tìm x để p thỏa mãn một điều kiện gì đấy. Được chưa? Lớn hơn, nhỏ hơn hay là bằng cái gì đấy. Bây giờ các bạn sang thầy cái bài tập hôm nay. Vẫn là cái dạng. Vẫn là dạng bài rút gọn nhá. Câu hỏi hỏi phụ.
là tìm x để p thỏa mãn một cái điều kiện cho trước. Được chưa? Để vẫn xếp vào cái loại bài đấy nhá. Tìm x để p thỏa mãn điều kiện cho trước. Thầy có cái bài số 1 như sau. Thầy cho biểu thức p bằng 2 căn x trừ 9 x trừ 5 chia là x trừ đi 5 căn x cộng 6 x trừ 5 căn x cộng 6 bạn nhé, trừ đi căn x cộng 3 trên căn x trừ 2 trừ đi 2 căn x cộng 1 trên 3 trừ căn x với x lớn bằng 0, x khác 4, x khác 9. Được chưa? Lớn bằng 0, khác 4, khác 9 nhá. Câu A. Rút gọn P. Câu B. Tìm x để trị đối của P bằng P. Tìm x để trị đối của P bằng. Bây giờ nhờ các bạn làm thầy câu A trước nhá, làm câu A trước. Xong câu A em chụp cho thầy cái phần nào em lên trên nhóm thầy xem. Nếu một số bạn đã gửi bài lên rồi đấy. Kết quả ra gì nhỉ? Căn x cộng 1 trên căn x trừ 3 phải không? Căn x cộng 1 trên căn x trừ 3. Tùng ra chưa Tùng? Rồi ạ. Em gửi bài chưa? Rồi ạ. Em gửi Zalo à? Vâng. Tùng có dùng Facebook không? Chẳng biết dùng vậy. Thì thoảng dùng. Tùng gửi vào trong nhóm ấy Tùng. Em gửi riêng cho thầy. Em gửi lại sang nhóm đi chị soát cho, nhiều khi thầy đang mải thầy chưa vào xem được đâu. Em chuyển tiếp sang nhóm chị soát bài cho nó dễ. Nếu mà có Facebook thì lát nữa add Facebook luôn, thầy thêm vào cái nhóm Facebook ấy thì tiện hơn. Nào, câu A coi như xong nhá. Câu A bạn ra là tất cả bạn rút gọn đều P bằng căn x cộng 1 trên căn x trừ 3. Ok. Bây giờ thầy sang câu B này. Bây giờ mình sang câu B giải quyết như nào. Đấy, câu B. Bắt tìm x để trị đối của P bằng P. Điều này xảy ra có nghĩa là điều là mình suy ra được điều gì nhỉ? Theo các bạn. Trị đối của một biểu thức để bằng chính nó. Ai biết? Khi giá trị tuyệt đối một biểu thức bằng chính nó thì điều gì xảy ra? Các bạn thử suy nghĩ là ai nghĩ ra giơ tay. Trị đối của P lại bằng P. Khi nào trị đối của một biểu thức bằng chính nó nhỉ? Khi nó dương ạ. Dương thì dương là chưa chính xác hẳn. Gần đúng. Khi nó sao nhỉ Đức? Dương là chưa đúng. Khi P của mình không âm, lớn hơn hoặc bằng 0. Một biểu thức không âm thì có phải là trị đối của nó bằng chính nó. Bạn nhớ nhá. Trị đối của A này sẽ bằng hai trường hợp. Bằng A nếu A không âm. Hoặc là bằng trừ A nếu A âm. Và bạn nhớ là cái dấu bằng này có thể đảo trên dưới được nhá. Dấu bằng có thể đặt được cả hai trường hợp được. Chứ không phải là cứ ở trên đâu nhá. Đó. Thì vậy bài này thì sẽ áp dụng cái này vào đây. Giai đoạn như sau. Rồi x lớn bằng 0. X khác 4. X khác 9 ta có.
trị đối của P bằng P. Suy ra P của thầy lớn bằng 0. Đó, thầy thay P vào đây. Căn x cộng 1 trên căn x trừ 3 lớn bằng 0. Nhưng mà thầy lại phát hiện ra bài này đặc điểm hay nữa. Bài này không phải chia trường hợp. Bởi vì sao nhỉ? Ai biết à? Tại sao bài này không phải chia trường hợp? Đấy. Em quan sát này. Căn x cộng 1 trên căn x trừ 3 tại sao không cần chia trường hợp? Bình thường là chia là gì? Khi mà phân thức là lớn bằng 0 thì tử mẫu nó cùng dấu với nhau ấy. Thơ? Thầy là bởi vì tử nó dương ạ. Tử này căn x cộng 1 có luôn dương các bạn. Căn x cộng 1 luôn dương đúng không? Thế đến giờ này thì tương đương luôn là căn x trừ 3 của thầy lớn bằng 0. Không, thầy giải thích ở đây này, do căn x cộng 1 thì lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn là bằng 0. Đấy. Tử mẫu cùng dấu mà mẫu mà tử thì dương rồi nên mẫu phải là làm sao? Lớn bằng 0. Thực ra là phải cho dương hẳn. Đây cho dương hẳn cho thầy đi, bởi vì nó nằm dưới mẫu mà. Thì tí đỡ phải kết hợp điều kiện kia cũng được. Cho dương hẳn đi. Đấy, em cho dương hẳn. Vậy thì tương đương thời gian là căn x lớn hơn 3. Căn x lớn 3. Khi hai vế ở đây này, bên trái là căn số học không âm này, bên phải là 3 không âm, ta bình phương hai vế lên thì ra được x lớn hơn 9. Đấy, và x lớn 9 thì đương nhiên này, x lớn 9 thì thỏa mãn hết cả 3 điều kiện ở trên này. X của thầy lớn 9 thỏa mãn hết cả 3 điều kiện ở trên này. Vậy thì ghi là thỏa mãn điều kiện. Kết luận vậy. Với x bằng 9 thì trị đối của P bằng P. Được chưa? Đấy, đây là câu B của bài 1. Nhá, ta nhớ giúp thầy này. Một biểu thức mà gì? Bằng chính nó khi nó không âm. Nhá, vậy bài này qua cái này thì thầy có rút ra cho bạn hai cái trường hợp sau đây. Các em ghi lại để sau không bị nhầm nhá. Trị đối của P mà bằng P khi là P lớn hơn bằng 0. Và trị đối của P mà bằng đối của nó trừ P khi là P nhỏ hơn bằng 0. Thêm dấu bằng vào các bạn nhá. Bản chất là số 0 cũng chính là số đối của nó mà. Em thấy là chỗ vậy, thầy là vậy với x lớn hơn 9. X lớn hơn 9, ok. Rồi nhá, x lớn hơn 9. Đấy, nhớ thầy này đóng khung cái này vào này. Nhớ phải lấy cả dấu bằng cho thầy nhá. Lấy cả dấu bằng ở trường hợp âm này. Bởi vì đối của 0 vẫn là 0 mà. Vẫn lấy được. Rồi, đấy, thì đấy. Vậy là tương tự như bài 1. Thầy ghi bài số 2 cho biểu thức. P bằng OK. Các bạn làm bài số 2 vào trong vở. Tương tự bài 1 nhé. Đây các bạn thấy các bạn gửi bài lên này. Câu này thực ra là ý câu A nhá, thầy nhìn các bạn rút gọn lên này, dùng luôn kết quả này nhá. P ở câu A mình sẽ ra được là 4x trên căn x trừ 3, đúng không? Thì đến câu B thì mình lý luận là trị đối của P bằng trừ P, thì có nghĩa là P của mình là nhỏ hơn bằng 0.
đúng các bạn. P nhỏ hơn m bằng 0. Sau đó bạn thay vào đây. 4x trên căn x trừ 3 nhỏ bằng 0. Thì nếu bình thường ở bài khác ấy, đây này, đúng ra bài này nó sẽ ghi điều kiện đây đúng không? Với x lớn 0, x khác 4, ta có. Bình thường với bài khác ấy, thì bạn để ý là đến đây phải chia hai trường hợp. Chia hai trường hợp để làm. Tuy nhiên em để ý nhá, x của em lớn 0 này. Bạn nào làm chưa đúng cách này xử lý lại nhá. X lớn 0 nên là cả cái tử lớn 0 này bạn. Ok không nào? Cả cái tử nó sẽ lớn hơn 0. Mình sẽ tương đương luôn. Đấy, tử mẫu mà phân thức mà nhỏ hơn bằng 0, tức là tử mẫu dấu nó sẽ ngược nhau. Được chưa? Thằng dương thì thằng sẽ âm. Mà tử đã dương rồi dẫn đến là mẫu nó phải nhỏ hơn hẳn 0. Mẫu mình không bằng 0 được mà. Ồ, thế bài này căn x trừ 3, vậy bài này thiếu điều kiện. Đúng không? Bài này lúc đầu thiếu điều kiện các bạn ạ. Không sao. Vậy lúc đầu bài này thiếu điều kiện này. Đáng ra phải có là x khác 9 nữa. Thì bài này mới chặt chẽ được. Rồi căn x trừ 3 nhỏ hơn 0. Tương đương có thể là căn x nhỏ hơn 3. Thì bình phương 2 vế lên thì được là x sẽ nhỏ hơn 9. Đấy, x nhỏ 9. Và bài này bạn nhớ thêm làm là gì? Mình sẽ kết hợp điều kiện nhé. Kết hợp với cái điều kiện xác định. Mình là lớn 0 và khác 4. Thầy suy ra được là 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 9 và x khác 4. Ok chưa? Thì đây chốt đây là điều kiện cuối cùng của bài toán nhá. 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 9 và x khác 4. Đấy, thì giá trị đố của P sẽ bằng trừ P. Được chưa? Bài 3 này, ghi cho thầy đề bài. Cho biểu thức Q bằng điều kiện thầy là với x lớn 0, x khác 1. Câu A yêu cầu của thầy là rút gọn Q. Câu B, tìm x để căn của Q bình bằng Q. Tìm x để căn ở Q bình bằng Q. Ok, bắt tay làm luôn. Làm xong gửi lên chấm nhá. Gửi hết đi các em nhá. Gửi hết cái bài vừa rồi đi. Vậy bài lấy ra gì nhỉ? Ra x lớn 1 à? Đúng không nhỉ? Rồi, lấy ra x lớn 1 thì là đúng. Ghi cho thầy bài số 4. Cho biểu thức A bằng một trên căn x trừ 1 này cộng một trên căn x cộng 1. 1 cộng 1 trên căn x
với x lớn 0 x khác 1. Câu nhất là rút gọn nè. Câu thứ hai, tìm x để căn A lớn hơn A. Tìm x để căn A lớn hơn A. Các em làm luôn thầy câu 1 à. Làm ý thứ nhất trước câu A, xong gửi lên nhóm. Cái bài 4 này các bạn, câu A thì đều ra chung một kết quả đúng không? Câu A các bạn đều ra kết quả là 2 trên căn x trừ 1. Bây giờ đến câu B như thế nào? Câu B thì mình thấy nó hơi dặn lại nhỉ? Đấy, nó cho mình cái này này. Căn A lớn hơn A. Đấy, thì để ý ở đây đầu tiên đấy. Trước hết thì để cho cái căn A này xác định mà thì điều kiện. Bản thân A này nó chưa có điều kiện gì cả. Điều kiện là xác định của mỗi con A thôi, nhưng mà xác định của căn A thì chưa có. Nhá, thì lý luận trước đã, căn A mà xác định là có nghĩa đấy. Khi và chỉ khi này, cả cái thằng A này đúng không? Đấy, cả cái thằng A này phải lớn hơn bằng 0. Và bạn thể bổ sung thêm điều kiện này luôn vào này. Điều kiện xác định của A này, này. X lớn 0, x khác 1 vào đây nữa. Nó thầy giải này. Phân thức mà lớn bằng 0 thì tử mẫu cùng dấu. Đúng không? Phân thức lớn bằng 0 tử mẫu cùng dấu mà tử là 2 là dương rồi. Vậy mẫu cũng phải phải dương. Như vậy thầy ra là gì? Căn x trừ 1 phải lớn hơn hẳn 0. X lớn 0 này. X khác 1 này. Dòng này thầy ra là x khác x lớn 1 này. X lớn 1 này. X lớn 0 này. X khác 1 này. Vậy thì kết hợp chung lại mình chỉ để là x lớn hơn 1 thôi. Thì để x lớn 1 thôi. Vậy với x lớn 1 thì cả A lẫn căn A được xác định rồi. Nha, sau đó mình đi giải để quyết này với x lớn 1. Vì ta có. Thầy biến đổi là căn A lớn A trước à. Xem nó ra cái gì đã. Thầy quyết định là thầy sẽ chuyển về. Chuyển hết sang bên tay này. Vậy A trừ căn A sẽ nhỏ hơn 0. A trừ căn A nhỏ hơn 0. Thì thấy thầy đặt được căn A chung ra. Trong sẽ là căn A trừ 1. Nhỏ hơn 0. Được chưa? Đấy, tương đương. Tương đương này. Bạn để ý ở đây là căn A của mình nhé. Căn A của mình nó còn dương hẳn cơ. Với x lớn 1 thì chắc chắn căn A của mình còn dương hẳn cơ. Thế vậy thì ở đây mình chỉ chuyển thì căn A trừ 1 nhỏ hơn 0 thôi. Lý do là vì căn A của ta sẽ lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn 1. Đấy, căn A của mình sẽ luôn dương. Bình thường là căn A lớn bằng 0 không? Nhưng mà dấu bằng xảy ra thì nó không không có. Nó không bằng 0 được. A này không có bằng 0 được. Nên nó dương hẳn. Và chuyển thành như này. Vậy thì tương đương là gì? Căn A nhỏ hơn 1. Và hai vế không gâm thì bình phương lên. Thành A nhỏ hơn 1. Được chưa? Bình phương lên A nhỏ hơn 1. Chúng ta chỗ này viết suy ra là an toàn nhất. Bước mà bình phương các em đừng viết tương đương. Suy ra A nhỏ hơn 1. Sau đó mình thay biểu thức A vào đây này. 2 trên căn x trừ 1 nhỏ hơn 1. Các em sẽ đi chuyển về em quy đồng. Nhá, các em chuyển về em quy đồng. Chuyển về quy đồng lên cho thầy. Tương đương tiếp này. 2 trừ căn x trên căn x trừ 1 nhỏ hơn 0. Vậy thành là 3 trừ đi căn x trên căn x trừ 1 nhỏ hơn 0. Đó. Nhưng em để ý này, do x lớn hơn 1. X lớn hơn 1 nên là cái này dương các bạn này. X lớn 1 thì căn x lớn hơn 1 mà. Nên là cái mẫu này dương. Vậy thì thầy chỉ cần cái tử của thầy là âm là được. Giải thích này vì căn x trừ 1 thì lớn hơn 0 với mẫu x lớn hơn 1. Đấy, để ta ra là căn x của ta là lớn hơn 3. Bình phương hai vế lên là x sẽ lớn hơn 9.
Ok chưa? X lớn hơn 9. X lớn hơn 9. Sau đó các em kết hợp điều kiện. Với điều kiện xác định. Nãy có điều kiện xác định ở phần B này của mình là lớn hơn 1 nhá, x lớn hơn 1. Rồi thế vậy thì chốt lại là mình sẽ suy ra x lớn hơn 9 thôi. X lớn hơn 9, đây là điều kiện cuối cùng của mình. Kết luận này vậy. Với x lớn 9 thì này, thì căn A lớn hơn A. Nhá, lưu ý trong bài này chúng ta có thể mắc một sai lầm là chúng ta không tìm điều kiện của cái căn A ấy. Nhá, phải thật lưu ý. Các bạn có khi bị sai lầm là không tìm điều kiện ở căn A. Thế dẫn đến là về sau cái điều kiện của mình nó bị sai. Bạn nhá. Được chưa? Ok. Sang bài 4 nhá. Sang bài số 5. Đấy, sang bài số 5. Chương này mình có thể nói rất là kỹ các bạn ạ. Nhiều dạng lắm. Bài 5 này kia thầy. Cho biểu thức. Rồi, em bắt đầu làm ở vở. Câu này là câu nó sẽ có kiểu tương tự bài trên. Đấy, làm xong chụp rồi gửi lên nhóm nhé để mình chấm. Thôi ra chưa, chưa có. Sắp xong rồi ạ. Long ra bài này cho Long. Chưa. Câu A này ra bao nhiêu ở Long? Kết quả câu A ấy. Quả cũng chưa rẻ ạ. Con giờ này giữ bạn ra quả xuất ra. Ra nó không gọn à? Vâng. Kiểu phấn Hoàng, Hoàng thì ra rút gọn ra bao nhiêu câu A? Em rút gọn ra 2 căn x trừ 1 trên căn x ạ. Hai căn x trừ 1 trên căn x. Kết quả nghe hợp lý đấy. Nào bây giờ thầy nói ấy tí nhá. Bạn nào xong rồi cứ tiếp tục trình bày tiếp đi. Thầy nói câu A thì đã. Câu A đi cầu rút gọn P. Đấy nhá, các thủ tục xong hết đi nhá. Thì sau khi mình xong thủ tục này, bắt đầu đi xử lý. Thì thầy thấy là thằng thứ nhất là thầy có thể triệt tiêu bớt đi đã. Mẫu thành căn x trừ 1 nên căn x cộng 1. Trừ là căn x nên căn x cộng 1. Mẫu thành bên này thì đặt căn x ra. Xong là căn x trừ 1. Căn x cộng 1 trên 2 căn x trừ 1. Đấy, 2 này hết nhá. Thì ra là căn x này. Trên căn x trừ 1 này. Rồi cho nên mình quy đồng lên. Vậy thằng này nhân thêm thành là x trừ 1 đúng không?
Đây phân tích nhân tử tiếp. Nhân luôn thằng này. Được nhá. Đấy. Thì căn x trừ 1 hết này, căn x cộng 1 hết. Chỉ còn là 2 căn x trừ 1. Trên căn x thôi. Đây có cả câu A này. Đấy, bạn nào mà câu A mình đang gặp vấn đề ra chữa lại đi. Rồi ai xong câu B chụp lên thầy xem. Sai thì sai nào. Trước hết thì đi tìm điều kiện là nó đi đã. Ở đây người ta có căn P nhỏ hơn P thì đầu tiên phải tìm điều kiện để cho căn P xác định đã. Khi cho cả cái cụm đấy lớn bằng không này, B cái điều kiện ở trên xuống nữa. Đấy, B điều kiện trên xuống. Tiếp theo bạn nhìn này, dưới mẫu này x lớn 0 này dưới mẫu này dương rồi. X lớn 0 này là căn x này này lớn 0 mất rồi. Vậy thì ta chỉ cần cái tử lớn bằng 0 thôi. Cái dòng trên thì mình ra, cái dòng trên này thực ra là ra x lớn hơn là bằng 1/4. Đúng không nhỉ? Bạn thấy ra là căn x của mình lớn bằng 1/2 mà. Thì khi thầy bình phương hai vế đây thì được x lớn hơn hoặc bằng 1/4, nhưng do dưới này thầy lại khác 1/4 này nên thầy bỏ dấu bằng luôn đi, hoặc là cứ ghi này đi, xong kết hợp thêm một dòng nữa. Đấy, kết hợp cái này lại thì thầy ra là x lớn hơn 1/4 và x khác 1 nha các bạn nha, lớn hơn 1/4 và khác 1. Đấy, thì thỏa mãn. Đấy, thì làm cho căn x căn P xác định. Sau đó trình bày thôi với x lớn 1/4 x khác 1 thì ta có này. Bây giờ căn P nhỏ hơn P, bạn chuyển vế đi, P trừ đi căn P là lớn hơn 0, đặt căn P ra trong là căn P trừ 1 lớn hơn 0. Ở đây thì căn P có dương không? Bình thường căn P nhá, bình thường căn P đã lớn hơn bằng 0 rồi, các em quan sát này. Thường là căn P lớn hơn bằng 0 sẵn rồi. Đấy, nhưng mà em xem nhá, P bằng 0 khi x này, P bằng 0 này, P đây. P bằng 0 khi x của mình là bằng 1/4. Nhưng mà x khác 1/4 nên rõ ràng là cái này dương hẳn. Cái này sẽ dương hẳn, không có dấu bằng. Đúng không nhỉ? Đấy, tương đương là thầy ra là căn P trừ đi 1 lớn hơn 0. Giải thích là gì? Căn P thì lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn 1/4. Đấy, vậy thầy ra là căn P lớn hơn 1. Bình phương lên thì thành P lớn hơn 1. Đấy, P lớn hơn 1. Sau đó thay P và giải tiếp. 2 căn x trừ 1 trên căn x lớn hơn 1. Chuyển về quy đồng. Vậy ta ra được là căn x trừ 1 trên căn x lớn hơn 0. Căn x thì lớn 0 hiển nhiên rồi, nên thầy ra là căn x trừ 1 lớn hơn 0. Căn x lớn 1 vậy là x lớn hơn 1. X lớn hơn 1 nhá. Tuy nhiên em phải có cái bước là kết hợp điều kiện xác định đã. Kết hợp với cái điều kiện là x lớn hơn 1/4 x khác 1 thì tôi suy ra được là x của tôi lớn hơn 1 là được, đúng không? Đây sẽ điều kiện cuối cùng của bài toán này. X lớn hơn 1. Nhé.
Đấy, lưu ý một số cái bài tập thầy cho như vậy. Ở trong cái bài này lưu ý nhất là khi tồn tại biểu thức căn P thì trước hết các em phải luôn tìm điều kiện xác định của P đã. Đấy, tìm điều kiện xác định để cho căn P xác định đã. Đã sang bài tiếp. Đây, cho bài dạng bài nhẹ nhàng hơn một chút. Nhẹ nhàng hơn một chút này. Bài này thực ra các bạn gặp khá là nhiều rồi. Dạng này từ năm ngoái mới gặp nhiều rồi. Đấy, năm ở đó bài số 6 này. Khi thầy đề bài như sau. Cho biểu thức A bằng trừ đi này rồi đấy. Dạ, bài tập này thì gần gũi mình đúng không? Các bạn làm luôn xong gửi lên thầy xem nhé, gửi lên mình chấm. Các em gửi bài lên đi. Ở câu A mình rút gọn ra. Đấy, câu A kết quả của mình rút gọn sẽ là A bằng x cộng căn x cộng 1 trên căn x trừ 1. Các bạn giúp bạn là câu A đây. Câu B thì nhớ là với cái bài so sánh này hôm trước thầy đã cho rồi đấy. Thì các bạn nhớ là chúng ta phải đi chúng ta xét hiệu. Đúng không? Đấy, nhưng mà thực ra đây thì giải bất phương trình đấy. Giải bất phương trình vẫn phải là chuyển vế sang quy đồng thôi. Với x lớn hơn bằng 0, x khác 1 thì ta có này, a lớn 1, bạn thay a vào đây, trừ đi 1 lớn 0 nhá, không quy đồng lên. Hai căn x này hết với nhau này. Đấy, vậy là x cộng 2 trên căn x trừ 1 lớn 0. Nhưng bạn để ý là với điều kiện x lớn hơn bằng 0 ấy, thì x cộng 2 chắc chắn nó dương. Tử chắc nó dương rồi. Vậy thì ra là mẫu dương là được rồi. Do là gì? X cộng 2 sẽ lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn bằng 0 rồi. Vậy ta ra được là căn x lớn hơn 1 bình phương lên là x lớn hơn 1. Thực ra đến đây thì em có thể ghi kết hợp cũng được. Nhưng mà thầy thấy x lớn 1 là thỏa mãn điều kiện cũng được. Thỏa mãn điều kiện xác định. Được chưa? Thế vậy điều kiện này sẽ là điều kiện cuối cùng này. Đấy, hoặc em ghi là kết hợp điều kiện xác định suy ra x lớn 1 cũng vẫn được. Nhá, vậy bài này là kết luận vậy. Với x lớn 1 thì A của ta lớn 1. Đấy, ok chưa? Bài này nhá. Đây là cái câu bài số 6. Bây giờ thầy ghi các bạn chép bài về nhà này. Bài về nhà. Bài số 1.
Cho biểu thức. A bằng. Đây, đây là bài số 1. Hai ý các bạn nhá. Bài số 2. Cho biểu thức. Bài số 3 cho biểu thức. Em nhớ là chiều chủ nhật mình vẫn học hình như bình thường nhé, vẫn theo lịch bình thường nhật học hình. Ok. Đấy, 4 bài về nhà.